ong thường tập hợp thành đàn để phát triển. Một đàn ong có khoảng từ 25.000 đến 50.000 con. Chúng sinh sống trong các tổ trên cây, kẽ đá, bụi rậm, hay thậm chí là trong tổ cải tiến do con người tạo ra. Một đàn ong được phân chia nhiều chức vụ khác nhau, để cùng nhau phối hợp làm nhiệm vụ xây dựng và phát triển tổ. 1. Ong hưởng thụ. Một đàn ong cơ bản gồm 3 loại, ong chúa, ong thợ và ong đực. Trong đó, ong mật đực còn được biết đến với tên gọi là ong hưởng thụ. Nhiệm vụ của chúng chỉ đơn giản là giao phối với ong chúa. Công việc này nghe có vẻ thích thú và êm ái, tuy nhiên các chú ong hưởng thụ này sẽ là các chú ong đầu tiên phải rời đi nếu trong tổ thiếu thức ăn. 2. Hy sinh vì tình yêu. Thực ra, công việc của các chú ong hưởng thụ không hề sung sướng như tên gọi chút nào. Sau khi giao phối với ong chúa, ong đực sẽ chết. Trước khi giao phối, các chú ong đực mở rộng en óp hang lus hay chỗ ấy, ở bên trong ong chúa và tiến hành thực hiện công việc ngọt ngào. Sau đó, ong chúa xé bụng chú ong đực và kết liễu cuộc sống của ong đực tại đây. Đây được coi là phương pháp đảm bảo sự thành công của quá trình thụ tinh và ngăn chặn các đợt giao phối khác. Các chú ong đực lúc này sẽ phải lựa chọn, hoặc là sống mà không làm chuyện ấy, hoặc là hứng chịu cái chết rùng rợn. 3. Vua ong. Vua ong là tên gọi của ong chúa cho đến những năm cuối những năm 1660, khi nhà sinh học người Đức Giang Swammerdam tiến hành mổ xẻ một con vua ong và phát hiện ra buồng trứng của nó. 4. Ong nhỏ học cách kiếm mật. Hầu hết mọi người đều nghĩ rằng, đặc điểm bẩm sinh và mục đích tồn tại duy nhất của ong thợ là kiếm mật. Trên thực tế, ong nhỏ không nhận thức được nhiệm vụ của mình là kiếm mật cho đến khi được các con ong kỳ cựu khác trong đàn hướng dẫn. Các nghiên cứu phát hiện ra rằng, ong nhỏ đã học kiếm mật bằng cách quan sát những con ong có kinh nghiệm trong đàn làm. Những con ong nhỏ sẽ xem bông hoa nào được ong lớn hơn, đổ xô đến tìm mật và bắt chước theo. Chúng phải học thật nhanh, vì những con ong lớn dễ bị kiệt sức hơn sau khi bay quá nhiều. 5. Ong ăn thịt đồng loại. Mặc dù nguồn thức ăn chính của chúng là phấn hoa và mật ong, nhưng trong trường hợp thiếu thức ăn các con ong mật, cũng có thể ăn thịt các con ong đực trong tổ, thậm chí là ăn cả ấu trùng. 6. Ong nào cũng có thể đốt người. Thực tế, chỉ có ong thợ mới đốt và chỉ đốt khi chúng cảm thấy bị đe dọa. Tuy nhiên, cơ chế bảo vệ bản thân này khá vô nghĩa bởi sau khi đốt, chúng sẽ chết. Ong chúa cũng có vòi, nhưng chúng thường không rời khỏi tổ để tự bảo vệ mình khỏi những nguy cơ, mà sẽ được bảo vệ bởi ong thợ và ong đực. Ước tính rằng, bạn có khả năng tử vong nếu bị đốt bởi 1.100 con ong. 7. Khả năng đặc biệt trong nhận diện mùi hương và khuôn mặt. Các giác quan của ong có thể phát triển một cách đáng kinh ngạc để hỗ trợ các thói quen hàng ngày. Đặc biệt, điều thú vị về loài ong mật là, chúng có thể cảm nhận sự khác biệt giữa các hình ảnh trong vòng chưa đầy một giây, và nhận ra mùi hương rất nhạy. Các con ong thường bị thu hút bởi một số loại mùi nhất định để tạo điều kiện thụ phấn. Tuy nhiên, chức năng này cũng được dùng để nhận dạng và là tín hiệu gọi bạn tình. Mỗi tập thể ong có một mùi thơm độc đáo riêng mà con ong trong tổ sử dụng để xác định bạn tình. Và khi một con ong cái rời tổ để bắt đầu lứa sinh sản mới, kích thích tố pheromones sẽ thu hút các con ong được hộ tống. Theo các nhà sinh học Úc, ong mật có thể nhận biết và ghi nhớ khuôn mặt. Trong một nghiên cứu, họ đã cho loài ong này xem hình ảnh đen trắng chụp mặt người. Và kết quả đã cho thấy rằng, loài ong thông minh hơn chúng ta nghĩ khi chúng hoàn toàn có thể phân biệt các ảnh chụp. 8. Vài sự thật nhỏ kỳ thú khác về ong mật. Loài ong phổ biến thường thấy nhất có lẽ là ong mật. Ngoài việc có những tập tính kiếm ăn, sinh sống, sinh sản của cả giống loài, ong mật còn có những điểm khác biệt như là loài côn trùng duy nhất sản xuất thực phẩm cho con người. Ong mật vỗ cánh khoảng 200 lần trên giây. Một con ong mật có thể bay quãng đường dài tới 10 km với vận tốc 25 km/h. Ong mật giao tiếp với nhau bằng cách nhảy múa,